Chào chào tất cả mọi người thì cảm ơn mọi người đã ở lại đến cái talk cuối cùng. Đây là cái talk cuối cùng của gặp gỡ mùa hè năm nay thì tôi xin hân hạnh giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Anh Tú đến từ Đại học Quốc tế. Thì mình có vài lời nói về anh Nguyễn Anh Tú là Tú tốt nghiệp tiến sĩ năm 2008 tại Đại học Chicago. Sau đó thì Tú có làm ở viện toán cao cấp ở Princeton một năm từ 2008 đến 2009. Thì sau đó thì tiến sĩ Tú có làm postdoc ở U of Washington ở Seattle. Rồi sau đó Tú có về làm ở viện toán Việt Nam ở Hà Nội một khoảng thời gian. Thì mình nghĩ là Tú cũng mới vừa vào Sài Gòn gần đây thôi và hiện tại Từ làm năm 2018. hiện tại làm cũng mấy năm làm giảng viên ở Đại học Quốc tế. Hướng nghiên cứu chính của Tú là về phương trình đàm riêng, đặc biệt là về quantity units. Thì bữa nay Tú sẽ trình bày một bài giảng về low bounds at infinity for second order Lipschitz equation. Mời Tú. Okay. Cảm ơn anh Tuột. Cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời. Hôm nay mình sẽ trình bày về chặng dưới ở vô cùng trong nghiệm của phương trình elliptic bậc 2. Thì cái setting sẽ là như sau. Giờ cái toán tử P sẽ có dạng divergent form như này. A đây sẽ là một cái ma trận Lipschitz. Real and symmetric elliptic. So cái điều kiện ban đầu là điều kiện elliptic, thứ hai là cái Lipschitz. Thì giả sử U là một nghiệm không tầm thường, ta cứ giả sử là nó bị chặn đi, không tầm thường nữa, nó không đồng nhất bằng không và thỏa mãn cái bất đẳng thức này. Ở đây m là một cái constant lớn hơn 1. Thì cái mục tiêu của ta là ta muốn tìm một cái chặn dưới, chặn dưới theo cái độ lớn của x khi mà x rất là lớn, để x lớn hơn 100 hay là bao nhiêu đó. Thì cái hướng nghiên cứu này, cái kết quả đầu tiên là của Bocan và Kenick. Thì họ chứng minh là ta có cái chặn dưới như sau là e mũ trừ của c x mũ 4 phần 3 nhân với log x. Và nếu mà ta lấy cái bán kính của cái hình cầu này nó cỡ như là cái độ lớn của x thì ta có thể bỏ đi cái log x này. Thì cái kết quả này là theo ông ấy dùng ở trong cái chứng minh của cái Anderson localization. Thì cái cũng cần một cái đánh giá như này, với cái số mũ ở đây là phải nhỏ hơn 1.35 gì đấy, thì cái này là vừa vừa đẹp. Thì đây là cái kết quả định tính đầu tiên. Thực ra thì cái chứng minh thì nó cũng khá là đơn giản, nó đến từ cái một cái gọi là bất đẳng thức ba hình cầu cùng với một cái rescaling thích hợp. Nhưng mà trước đấy thì đã có một cái kết quả mang tính định tính hơn của Metscop. Như cái này thì cái phát biểu cụ thể thì mình sẽ nói sau. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về chứng minh của cái Bogdan-Kenick này. Thì cái cái công cụ chính để chứng minh cái bất đẳng thức này thì là cái chặn đấy là cái đánh giá các Lehmann có cái dạng như sau. Thì ở đây ta lấy một cái trọng e mũ phi, đây phi thì là trừ log x xong rồi trừ thêm một log log này nữa. Nếu mà để nguyên log x thì nó không đúng, nên là ta cho thêm cái phần này vào thì ta có một cái bất đẳng thức như này.
thì chú ý đây là phi là một cái hàm mà có singularity ở không, và nó là hàm giả. Thì cái điều quan trọng đó là cái hằng số C này nó không phụ thuộc vào beta, mà cái bậc thức này đúng nếu mà U là có cái support ở trong cái hình cầu rất là nhỏ và không không support nó không chứa cái điểm không, bởi vì không nó sẽ là cái điểm mà cái trọng này nó rất lớn, nên nó không thể đúng được nếu mà beta lớn. Ở đây đây là cái hằng số chỉ phụ thuộc vào số chiều với cả cái hệ số ellipticity với cả cái trạng ellipse. Thì chú ý đây là phi thì essentially là cái nó là trừ của log x, nên là cái này nó tương đương với cả là gần như là x mũ trừ 2 beta, tức là nó có cái dạng đa thức, dạng blow up là kiểu kiểu đa thức. Thì từ cái định lý Kalman này thì mình có thể chứng minh được một cái tính chất rất là quan trọng là tính chất ba hình cầu, cái bất đẳng thức ba hình cầu. Thì tôi sẽ nói qua cái chứng minh này vì là cái ý tưởng thì nó sẽ được lặp lại trong cái phần sau, nên là tôi sẽ nói qua. Thì ý tưởng thì đơn giản là vì nếu mà ta có một cái nghiệm của cái phương trình PU nhỏ bằng MU ấy, thì để áp dụng cái bất đẳng thức này thì ta phải có cái thỏa mãn cái điều kiện này, nên ta phải nhân với một cái cutoff function. Thì cutoff function của ta đây size thì là nó sẽ gần như là nằm trong cái hình xuyến nhỉ, từ R1 đến R3 là ta cắt chọn hai cái bán kính, và sau đó thì ta tính ra cái PV này thôi. Thì PV nó sẽ chính là C nhân với PU, xong rồi cộng thêm một cái phần đấy chính là cái commutator của cái C và P. Như vậy là ta sẽ có cái bất đẳng thức này. Sau đó thì ta áp dụng cái Kalman estimate, thì ta đánh giá cái PV cho hàm V, thì ta sẽ có cái PV thì sẽ PV bình phương thì sẽ bị chặn bởi cái này. Nhưng chú ý là cái phần chính thì là nó sẽ là V square, là nó sẽ giống bên này. Nên là nếu mà ta lấy cái beta này đủ lớn thì cái phần này nó sẽ nhỏ hơn cái vế bên trái này. Như vậy là cái vế bên trái này sẽ nhỏ hơn cái phần này. Đây là cái phần commutator ở đây. Thì cái phần này có cái đặc biệt là nó cái support của nó là chỉ nằm trong cái miền mà gradient của C là trong cái support của gradient của C thôi. Thì nó nằm trong cái nó là hợp của hai cái miền này. Thì là cái hai cái hình cái annulus là bán kính là cỡ là R1 với cả R3. Vậy là bây giờ ta sẽ chọn cái beta mà lớn hơn cái để cho nó beta mũ 3 lớn hơn cái này. Thì tức là beta nó sẽ phải lớn hơn cỡ này. Thế sau đó rồi thì ta chú ý là cái trên cái E1 này thì cái hàm phi là hàm giả, nên là cái trọng này nó sẽ nhỏ hơn này. Và tương tự là trên E3 thì nó sẽ nhỏ hơn này. Lý do là ta phải lôi cái này ra là bởi vì ta phải đánh giá được cái gradient này. Thì đánh giá cái gradient này thì đơn giản là ta dùng Cauchy poly thôi. Thì cái phần này ta sẽ có thể vứt nó đi được. Và cuối cùng thì ta sẽ được một cái bất đẳng thức như này. Ở đây là ta chọn một cái bán kính R2 giữa cái R1 và R3 trên 2 này. Xong rồi ta chỉ lấy ra cái phần mà nằm giữa R1 với R2 thôi. Thì trong cái miền đấy thì V nó bằng U, nên là ta sẽ có cái đẳng thức này. Và ta lấy cái nhỏ nhất của cái trọng này. Xong rồi, khi mà có được cái bất đẳng thức như này rồi thì cái điều ta sẽ làm là ta sẽ chọn cái beta để cho nó cái vế cái bên này là nó optimal. Ta làm nào để cho hai cái term này nó gần như là bằng nhau.
khi mà ta chọn như thế rồi, tức là beta sẽ cỡ là log của thương của hai này xong rồi chia cho hiệu của hai cái phi, thì ta sẽ được một cái bất đẳng thức như này. Thì cái tính toán đây nó cũng không không khó lắm, nhưng mà nó hơi dườm già nên tôi đã bỏ qua đi. Thì ta sẽ được một cái bất đẳng thức này, và cái phi thì sẽ được tính qua cái theta, cái số mũ đây sẽ tính qua cái hàm phi như này. Các bạn chú ý là có cái số mũ của cái e ở đây là c m mũ 2/3, là nó đến từ cái việc là beta phải lớn hơn cái c m mũ 2/3 đây, để cho cái số hạng đầu tiên của vế phải là nó được absorb. Cái bất đẳng thức này rất là quan trọng vì nó sẽ cho ta rất nhiều thông tin về u. Thứ nhất là ta chú ý là cái này là vì phi đây là cỡ là log, nên là nó sẽ là một, đây là một cái analog của cái Hadamard Three Circle Theorem trong trong giải tích phức. Nếu mà ta cố định cái R2 và R3 lại thì cái theta ở dưới này, nếu mà ta cho R1 nhỏ thì cái phần dưới nó chủ yếu nó sẽ là cái đến từ cái log R1 này. Nên là theta nó sẽ gần như là trừ đi log của R1. Như là 1 trên log của R1. Sorry, 1 trên log của R1. Từ đấy thì ta có thể, vì hàm U là bị chặn nên cái này ta có thể bỏ nó đi. Và sau đó ta nhân với tâm mũ tất cả với log của R1 thì ta sẽ được một cái chặn như này. Là cái đẳng thức này thì nói lên là cái với bất cứ một cái nghiệm không tầm thường nào của cái bất đẳng thức PU nhỏ hơn MU thì nó phải có một cái chặn dưới đa thức như này. Chú ý là ở đây là cái số mũ này thì là nó không chỉ phụ thuộc vào cái toán tử của ta, mà nó còn phụ thuộc vào cả cái thương của cái chuẩn của U trong hình cầu BR3 và BR2. Mà cái này là không phải là do lỗi của argument, mà là chắc chắn là nó sẽ phải phụ thuộc. Người ta đơn giản chỉ cần lấy một cái U bằng G mũ N chẳng hạn. Thì đấy là một cái hàm điều hòa, nên là nó phải nên nó thỏa mãn phương trình của ta mà. Cái chặn ở dưới, chặn dưới ở gần không thì nó bắt buộc là phải phụ thuộc vào cái này. Đây là một cái dạng quantitative version của một của cái gọi là cái thác triển duy nhất. Thì hệ quả của nó là nếu mà ta có được một cái tính chất rất là well known ở trong giải tích điều hòa, là nếu mà cái nghiệm của phương trình của ta mà nó không bằng không ở trên một hình cầu thì nó sẽ bằng không ở trên toàn không gian luôn. Cái bất đẳng thức này thì nó sẽ cho ta cái kết quả của Boolean mechanics rất là nhanh, chỉ qua một cái phép rescaling này. Thì cái rescaling ở đây là giả sử ta muốn chặn chặn dưới của chuẩn của U ở trong hình cầu xung quanh x0, thì ta sẽ lấy cái hàm UR này. R đây là độ lớn của x0, thì ta rescale nó như này. Thì nếu mà ở đây là trị tuyệt đối của U delta U mà nhỏ hơn MU thì là cái UR nó sẽ xóa mặn bất đẳng thức này. Thì M, thay vì M ta có M R bình phương. Thì ta sẽ áp dụng cái bất đẳng thức ba hình cầu với ba cái bán kính như này. Thì 1 trên R ở đây thì là vì là nếu mà ta x là cỡ 1 trên R thì nó sẽ, khi mà ta quay về U thì nó sẽ chính là hình cầu bán kính 1.
còn 2 với 3 đây chỉ là hai cái hàng số, mà điều quan trọng đây là R2 phải lớn hơn 1. Tôi sẽ giải thích sau. Thì sau khi mà ta, nếu mà ta chọn cái bán kính như này thì theta sẽ là cỡ là C trên log R. Và ta sẽ có cái bất đẳng thức bài hình cầu ở đây. Ta có một phần là UR trên chuẩn của UR trên BR3 nữa, nhưng mà U là hàm bị chặn nên ta có thể vứt nó đi. Thì từ cái bất đẳng thức này thì ta sẽ suy ra ngay ra là cái chặn của Bokeh-Mechanics, bởi vì theta sẽ là log 1 trên log R. Nên là ta chuyển cái này sang vế này. Điều quan trọng ở đây là ta phải phải rescale được với cái bán kính là R2 bằng 2. Lý do là bởi vì ta muốn có một cái chặn dưới của cái này mà nó không phụ thuộc vào x0. Thì nếu mà ta chọn R2 mà lớn hơn 1 ấy, thì khi mà ta rescale ra thì nó sẽ chứa cái hình cầu B1 trong cái miền cũ của ta cho cái hàm U. Thì cái này là một số khác không và nó cố định không phụ thuộc vào cái x0 này. Nên là cái việc mà R2 đây lớn hơn 1 rất là quan trọng. À, nếu mà ta lấy bán kính mà thay vì 1 mà ta lấy cỡ là R thì ở đây R1 của ta sẽ có, ta có thể chọn nó làm cái hằng số nhỏ. Thì cái theta nó sẽ cũng là một hằng số nhỏ nên ta sẽ không có cái log ở đây nữa. À, theta sẽ là một cái hằng số này, nó không có cái log ở đây. Thì sau cái kết quả của Bokeh-Mechanics này thì có một số nhóm đã thử mở rộng ra cho trường hợp mà khi mà A không còn, cái toán tử nó không còn là cái Laplacian này nữa. Thì có một cái kết quả của Lin and Wang năm 14 là rồi nếu mà ta giả sử thêm là khi mà x lớn thì cái gradient của cái hệ số này nó giảm cỡ là x mũ trừ 1 trừ đi một cái epsilon nhỏ nữa, thì ta sẽ có một cái đánh giá tương tự. Ở đây là cái phương trình nó hơi tổng quát hơn tí, nhưng mà tức là nó có thể cái hệ số của cái gradient và của u nó có thể giảm, mà ta có thể coi như là delta 1 với delta 0 đây là bằng 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 0 đi, thì cái này nó chính là bằng ta không có cái này mà delta 0 bằng 0 thì nó ở đây nó chính là 4/3. Thì tôi sẽ giải thích vì sao là cái người ta phải dùng cái này, phải có cái áp dụng cái điều kiện này. Thì lý do rất là đơn giản là vì khi mà ta rescale đi trước thì bây giờ ta phải rescale cả cái hệ số nữa, nó không còn là identity nữa. Nên là khi ta tính cái gradient của nó ra thì nó sẽ có thêm một cái R này nữa. Thế nên là nếu mà ta chọn, ta rescale như trước mà chọn R2 lớn hơn 1 ấy, thì cái chuẩn, cái Lipschitz norm của cái này nó sẽ rất là lớn. Nó sẽ blow up cỡ là A, nên là ta sẽ không dùng được cái bất đẳng thức Kalman. Thì để tránh cái việc rescale quá về không như vậy là dẫn đến cái blow up, thì người ta thử là ta chỉ rescale một phần nào đấy cỡ cỡ R thôi, và ta dùng một cái chuỗi hình cầu này, ta áp dụng một cái, ta rescale như trước, ta chỉ dùng cái phần này thôi, ta không dùng cái việc là khi mà ta rescale back thì cái này nó sẽ lớn hơn R mũ N mũ trừ 2 nhân hằng số nữa. Và ta làm như thế rất nhiều lần.
thì ta sẽ được một cái một chuỗi bất đẳng thức như này. Tức là sau mỗi chuẩn của u ở trên cái hình cầu đầu tiên của ta đây thì sẽ lớn hơn. Cái này thì nó chính là cái bao cái chặng mà mình muốn rồi nên là nó không quan trọng lắm. Nhưng mà nó sẽ nhân thêm với cái chuẩn của u ở trên cái hình cầu này và mũ thêm một cái hằng số nữa. Mà, xong, ta áp dụng cái này n lần. Mà để cuối cùng mà ta có được một cái chặn của u ở trên cái này thì cái hình cầu này nó phải rất gần không rồi. Nên là ta phải cần ít nhất là làm như này log r lần. Và nếu như vậy thì là cái d mũ n này nó sẽ rất là lớn. À nó sẽ rất là lớn nên là nó sẽ cái factor cuối này này nó có thể giảm rất là nhanh và nó có thể giảm nhanh hơn cả cái 4/3 này. Thì đấy là lý do mà vì sao là họ cần cái điều kiện là gradient của A nhỏ hơn cỡ này, x mũ trừ 1 trừ epsilon. Bởi vì họ sẽ chọn một cái dãy hình cầu nó không không như này đó, nó không tỷ lệ. Mà nó sẽ tiến về không nhanh hơn, và sẽ không cần cỡ này nữa. Nhưng mà cách chọn cái bán kính đấy thì nó rất là phức tạp và nó dẫn đến việc là họ không có cái chặn là x mũ a nhân với log x nữa. Họ nhân thêm một cái này. Mũ cái log x lên thêm một cái c mũ log x nữa. Và cái chứng minh thì nó cũng rất là phức tạp. Thì tôi sẽ chuyển qua một nói kỹ hơn về cái Mescope quantitative version của cái book anh Kenick result. Thì nào là quantitative là Mescope cũng giả sử u thỏa mãn cái phương trình này. Nhưng mà giả sử thêm rằng là u sẽ nhỏ hơn e mũ trừ n x mũ 4/3 với mọi n thì có một cái cn để thỏa mãn này. Thì ông chứng minh được là u sẽ đồng nhất bằng 0. Thì cái này thì suy ra thật nó là hệ quả của cái Bogdan-Kenick, cái chặng của Bogdan-Kenick. Chứng minh của ông ấy thì dùng một cái bất đẳng thức Kalman khác. Bất đẳng thức Kalman này thì là cái miền của hàm u là nó nằm ngoài một cái hình cầu và cái phi này nó không phải là hàm giảm như trước nữa mà nó là hàm tăng ở trên cái miền này. Tức là u là phi ở đây sẽ là x mũ 4/3, giống hệt là cái số mũ mà ta muốn chứng minh. Thì cái bất đẳng thức này nó cũng tương tự như cái bất đẳng thức ta đã dùng để chứng minh cái ba hình cầu thôi. Nên là ta sẽ dùng cái bất đẳng thức này thì ta lặp lại cái argument khi mà ta chứng minh cái định lý ba hình cầu, ta sẽ được một cái bất đẳng thức như này. Thì ở đây là ta dùng cái cut off c này thì giữa cái c này nó sẽ là bằng 1 khi mà giữa cái b2 với cả br trừ 1 đấy. Nên là ta sẽ có cái phần này. Và nếu mà beta mà lớn hơn m mà 2/3 nữa thì ta sẽ có thể ta sẽ chỉ còn lại cái phần phần error thôi, phần mà do ta cut off ở giữa hai cái hình hai cái annulus này. Thì cái này là giống y hệt như là cái định lý ba hình cầu lúc nãy. Rồi nếu mà khi mà ta có cái này rồi thì kết thúc của định lý Mescope thì rất là nhanh, là bởi vì nếu mà ta đã giả sử là u mà tiến khi mà u ra vô cùng thì u nhanh hơn mọi cái y mũ trừ e mũ trừ n x mũ 4/3 thì ta cố định cái beta xong rồi ta đẩy cái r ra vô cùng thì cái phần này nó sẽ tiến về không, cái số hạng hai này tiến về không, nên là ta sẽ thu được là với mọi beta thì là ta sẽ có cái bất đẳng thức này.
từ đó thì ta đẩy beta về vô vô cùng thì ta sẽ suy ra ngay là u sẽ bằng không ở trên cái miền này. Nhưng mà do tính chất thắc triển duy nhất như ta vừa nói lúc nãy thì là u sẽ đồng nghĩa bằng không. Vậy thực ra là cái mặc dù là Mascop dùng cái bất đẳng thức này để chứng minh cái tính chất định tính này, mà thực ra là cái bất đẳng thức này, cái Kaplan đánh giá Kaplan này có thể dùng để chứng minh kết quả Mascop là định nghĩa lượng, có thể dùng để chứng minh một cái kết quả định tính như sau. Thì ta dùng chính cái bất đẳng thức đấy thôi. Người ta bỏ cái phần này đi thì cái này chính là cái bất đẳng thức từ cái cutoff đến. Thì bây giờ ta nếu mà ta chỉ đơn giản là lấy ra cái phần từ B B4 đến B8 thì cái vế này nó sẽ lớn hơn cái chuẩn của u bình của chuẩn cái phần của u bình nhân với cái trọng này, bởi vì trọng đấy nó là hàm hàm tăng nên là nó sẽ lớn hơn ít nhất là cái i mũ 2 beta phi mũ 4 này. Nhưng bây giờ ta không làm như Mascop nữa, mà ta thay vì là ta loại bỏ cái số hạng này bằng cách đẩy ra r ra vô cùng, bởi vì khi mà ta đẩy r ra vô cùng như thế thì ta sẽ phải có cái giả thiết là nó sẽ lớn hơn nó sẽ nhỏ hơn mọi cái i mũ trừ n x mũ 4 phần 3. Thay vì đó thì ta chọn cái beta để sao cho là cái số hạng này nó mất đi, để nó nhỏ hơn cái số hạng bên này. Thì giờ ta sẽ đơn giản là ta sẽ chọn cái beta là lớn hơn cái đại lượng này để sao cho là cái này nó nhỏ hơn cái này thôi. Thì ta sẽ dẫn đến là cái đại lượng này nó sẽ phải nhỏ hơn cái đại lượng này. Và từ đó thì ta suy ngay ra là tích phân của u bình ở trên cái hình cái annulus này là nó sẽ lớn hơn em trừ beta r 4 phần 3. Như vậy là cái bất đẳng thức của Mascop nó đưa cho ta cả cái đánh giá định tính nữa. Một cái điều nhận xét quan trọng ở đây là mặc dù là beta của ta là nó sẽ nhìn vào đây thì nó sẽ phụ thuộc vào u, mà ví dụ nếu mà cái tích phân của u ở trên cái miền này nó rất là lớn nên thì cái beta của ta sẽ rất là lớn nên đánh giá ta rất là yếu. Nhưng mà vì là ta có cái nghiệm của ta trên toàn không gian nên là ta có thể đổi góc tọa độ đi để cho cái đại lượng nó nhỏ được, nên là beta ta có thể chọn là một cái đại lượng mà nó không phụ thuộc vào u. Cái này là khác với cái khi mà ta chứng minh cái trạng đa thức ở, ở gần không, thì lúc đấy thì u cái số mũ k bắt buộc phụ thuộc vào cái hạng u như ta nói lúc đấy. Thì sau khi mà ta đã có cái trạng dưới này trên cái hình annulus rồi ấy, thì ta chỉ cần dùng cái trên là bo argument giống như thế này, nhưng mà thay vì là các cái hình cầu này nó nhỏ dần thì ta lấy hình cầu cùng một cỡ cỡ tương đương với a để sao cho là nó phủ cái hình cái annulus đấy thôi. Thì dùng cái bất đẳng thức lúc nãy thì ta có thể chứng minh là cái chuẩn của cái này của một cái hình cầu nhỏ này thì nó sẽ được chặn dưới bằng chuẩn của u ở trên toàn cái annulus này, và từ đó thì ta dẫn đến cái được cái chặn như thế này. Và sau đó thì một cái rescale giống hệt như là
trong chứng minh của Booking Canic, khi mà R1 ta chọn cỡ 1 trên R thì ta sẽ cho cái, sẽ được cái đánh giá là khi mà hình cầu là BX1 ta có thêm cái log ở đây. Chú ý là ở đây là ta, khi mà ta rescale này là khi mà ta phủ cái hình annulus bằng cái hình cầu thì ta đã tránh được tránh được rescale về tận không này. Và như vậy là cái cái hằng số Lipschitz của cái phương trình mới là nó sẽ không bị bị blow up. Nhưng mà ta vẫn cần là, như vậy là cái phương pháp này thì là nó chạy, nó chỉ cần một cái Kalman estimate giống kiểu Metscope này thôi là ta đã có thể chứng minh được cái trạng dạng Booking Canic cho cái phương trình, nếu mà ta thay được cái delta U này bằng cái PU thì kết quả chính ở đây sẽ là cái lemma này. Tức là ta có một cái giả sử là cái gradient của A thì nó giảm cỡ là epsilon trên x, một cái epsilon đủ nhỏ. Cái điều kiện này là yếu hơn cái điều kiện của trong Lin và Wang. Thì với mọi phi có cái dạng x mũ alpha, ở đây ta có thể lấy alpha đến tận không được, thì ta có cái bận cái đánh giá Kalman này. Bởi vì ta có cái đánh giá như này nên là ta sẽ cho cái hệ số A thỏa mãn cái điều kiện này. Nên ta có thể lặp lại cái argument vừa rồi là cho cái toán tử mà nó thỏa mãn cái điều kiện này. Và từ đó là ta dẫn đến là cái chặn dưới như này. Và ở đây là ta đã bỏ được cái điều là cái số mũ ở đây là phải lớn bằng 1 như là trong kết quả của Lin và Wang. Vậy là nếu mà cái delta 1 này và cái delta 0 này nó giảm, nó tăng ấy, thì là cái A này nó càng ngày càng tiến về 0. Nào quý vị, khi mà ta đến cái trường hợp tới hạn ấy là cái delta 1 này nó bằng 1, cái delta 0 nó bằng 2 thì khi đó là A bằng 0. Thì ta sẽ không có cái đánh giá như này nữa. Thay vì đó là ta sẽ có cái đánh giá dạng đa thức như này. Nhưng mà để có cái kết quả này thì ta lại phải giả thiết là cái gradient của A nó giảm mạnh hơn một chút. Thì cái này là dùng một cái bất cái Kalman mà cái trọng của nó là log x thay vì là x mũ alpha. Không biết nói quá nhanh, tôi trình bày xong rồi. Tú xong rồi hả Tú? Alo Tú, Tú vẫn còn đó. Ok. Rõ ràng là divergent form nó rất là thú vị, tại vì anh cần cái điều kiện. Từ nãy giờ như loa bị mất à?